Chào các bạn nha, các bạn xem đây là hành trình trở về của anh em mình nha anh em. Đó là đầu thượng nguồn, phía thượng nguồn sông Đồng Nai nha anh em. Không thua kém gì sông Đà ngoài Tây Bắc nha. Đây là bốn anh em mình cùng nhau để hộ tống một chiếc xuồng này đi. Các bạn coi lại khung cảnh này. Em Sang đang ngồi nghịch nước kìa. Đây các bạn coi này, khung cảnh này nha. Đấy, em Hung với em Thường đang đi trước để dò các luồng này em anh em ơi. Anh em thấy không? Anh em thấy cái thế này chưa? Anh em thấy không? Không thua kém gì sông Đà nha. Đó, anh em mình càng ngày càng đi về phía thượng lưu dưới đây nha anh em. Đó, anh em mình đi về phía thượng lưu đó. Anh em thấy cảnh rừng núi rất là đẹp. Em Hung đang thăm dò đường luồng để anh em mình kéo đi nha. Nói chung là chuyến hành trình này anh em mình đi trải nghiệm là chính, chứ còn còn để khám phá các điểm câu với lại du lịch nha anh em, chứ còn không thì không câu mấy. Đó anh em chiêm ngưỡng lại cảnh nha. Đó, phía thượng nguồn đó anh em. Không thua kém gì sông Đà Tây Bắc. Em Sang nhìn các anh ngồi nghịch nước. Quyết định xuống luôn này đúng không? Rồi mình dừng nha anh em, mình tiếp tục. Xin chào các bạn nha các bạn. Đến với ngày đi câu cuối cùng của anh em mình nhé. Đây là tất cả là chuyến câu của mình là gồm 4 thành viên nè anh em. Đó là em Huân với em Sang và em Thường nha. Nói chung là 4 anh em là rất là hợp ý nhau trong vấn đề đi rừng, và 4 anh em cũng rất là nghiện rừng. Thì mình quay đoạn đầu mình có quay cho các bạn coi cảnh rồi đó. Bởi vì thực sự là mỗi chuyến đi của mình là một chuyến trải nghiệm với và một địa danh mới nha anh em. Trên dòng sông Đồng Nai, càng về sau này anh em mình càng đi ngược dòng. Thì đây anh em, giữa rừng núi này có một cái láng trại vào gần như một cái chòi rất là hoang sơ của người đồng bào, họ làm, họ để ở đây để họ mưu sinh nha các bạn. Nhưng mà ở đây thì không cần phải xin phép gì các bạn ơi. Em Hung nó quen hoặc là không quen đi nữa thì mình có thể xin nhờ người ta ở một đêm hai đêm, người ta không nói gì nha. Đây bây giờ hai em nó đang nấu cơm nha anh em. Đó, em Sang với em Hung đạo diễn cơm để anh em mình ăn cơm rồi anh em mình đi câu nha.